Ông ơi, đi trốn với anh. Ô, sao lại phải đi trốn? Anh bị một tên cảnh sát xấu xa là cảnh sát con ma ấy bắt bỏ tù ở trong Roblox rồi. Ô, thế anh lại đi tù à? Mấy hôm trước anh vừa đi tù mà. Cảnh sát quái vật nó cứ thích bắt anh vì anh là người nổi tiếng. À. Thế bây giờ cùng anh trốn thoát thôi chứ ngồi đây mà uống. Em muốn vào tù à? Muốn làm video tiếp không? Có chứ, em tất nhiên không muốn vào tù rồi. Thế thì bỏ xuống, chúng ta cùng đi thoát khỏi nhà giam của cảnh sát đầu còi báo động. Hãy nhớ like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Tựa game này có tên là... Ủa, trốn khỏi nhà tù của ông Siren Corp và các bạn. Kiểu như là cái đầu của ông ấy sẽ phát ra tiếng giống như là Siren Hit ấy. Ờ, còi báo động đây. Piu, piu, piu. Rồi vào chơi nha các bạn. Nghe chừng có vẻ rất là đáng sợ. Đúng rồi. Trò chơi này có chứa những cảnh jump scare nên các bạn hãy cẩn thận nha. Ừ, nghĩa là u quả. Đây nè, ông ở đây đúng không? Ồ, ông này có hai cái khóe mắt nhưng không có con người mắt. Ờ. Ấy, thấy chưa, cảnh sát đấy, đầu có cái còi gì à, thấy không? Cứ đỏ 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 đỏ. Rồi bây giờ chúng ta chơi các bạn ơi. Ông ấy cầm đèn pin để đi bắt những người phạm tội. Đây chính là mình đây. Phạm tội gì mà ngầu đây, có cả cánh kìa. Ui giời ơi, nhà giam đầy rán đây này, thấy không? Ừ. Ok, bắt cho em con rán em ăn chơi chơi nhá. Không, không ăn đâu. Rán, ui ơi, bồn cầu bốc mùi. Đấy, nhốt ở đây là không ổn đâu. Phải thoát khỏi đây để làm video bạn xem. Ờ, đi đi đi. Ui dồi, cái gì đấy? Mặt ma. Không biết, đấy là những bức tranh. Nhanh lên dán bò vào chân bây giờ. Chạy đi. Các bạn ở đây cũng bị bắt nhốt như mình này. Các bạn cũng đang tìm cách để chạy các bạn ơi. Wow, bạn có cánh kia đẹp dài thế. Không biết bạn ấy có người yêu chưa nhỉ? Kệ bạn ấy đi, anh nha, một phát vượt ra khỏi cái nhà giam này luôn. Anh nha, một phát vượt ra khỏi cái nhà giam này luôn. Đây. Đấy, được ngay. Xin ngay một tràng pháo tay. Wow. Ui, ui, ui. Ui, toàn là gai. Toàn là gai với cả trông nha các bạn. Ở lại. Ui, ui. Ui, phòng tra tấn các bạn ơi, thấy không? Con ta. Ui, các bạn ơi, mình mà ngồi vào ghế đấy xong người ta giật điện đúng không? Ờ, đúng đây, rồi. Đây có đường điện dây xanh đỏ này, giật một phát tê 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 là mình, người ta sẽ bắt mình. Họ nói ra sự thật đấy. Ờ, tra tấn đâu các bạn. Ờ. Bớ người ta trong đây có con ma. Nhưng mà tắt đèn rồi. Ờ, thôi rồi, đi tiếp rồi các bạn ơi. Ờ. Rất nhiều phòng giam luôn này. Ui, ông ấy đuổi rồi. Chạy đi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi. Ông ấy có mình rồi. Lại nhá. Rất mệt mỏi luôn ấy. Yên tâm đi, lần này anh chạy một mạch luôn các bạn. Không nhìn lại luôn. Ờ. Ấy, ông ấy đuổi sau đấy. Chạy đi bạn ơi, không bạn bị chết đấy. Vào phòng, vào phòng. Ờ. Ủa, cái gì đấy? Cái gì? Bùng phát chết luôn à? Ôi giời ông ơi. Ê, quay lại, chui về đây, chui về đây, chui về đây. Ôi, rồi. Thoát rồi. Đầy đủ gạt cần à? Ờ. Không, hình như có bạn gạt rồi, mình chỉ việc nhảy thôi. Đúng rồi. Cái này thì dễ. Nó lừa mình cơ mà là. Dễ. Chúng ta phải nhảy nhanh, không là chết đấy. Ủa, tí thì rơi xuống. Ờ. Đây. Ở đấy. Rồi, chui qua cái đường ống này. Đứa nào kéo cần gạt một cái là cả lũ chết cơ mà là. Đây này, ví dụ như có bạn nào nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy không, đi. Không, không ai nhảy. Đấy, ai kéo cần gạt các bạn rơi xuống. Ôi nào, đừng nghịch nữa. Đấy, bọn kia. Bọn kia. Mình chơi xấu à, bạn kia spa lại bạn ấy gạt cần lại cho anh ấy. Thôi đừng gạt nữa. Cay chứ nhờ. Rồi đây rồi. Thôi cho chạy đi. Ô kỳ ghê nhở. Xong cái map này lại tương tác với nhau rồi nhở. Bình thường thì là mỗi người chơi một kiểu map, mặc dù cùng xuất hiện nhưng mà thật ra là mỗi người chơi một map với các bạn ạ. Đây rồi, ok rồi các bạn ơi. Ok, thoát rồi. Mấy đứa kia, sao mà gặp chúng mày ngoài chúng mày biết tay. Cứ đang nhảy nó điên giật chết xịt khói đầu luôn rồi. Thôi đừng mãi chửi chúng nó nữa. Nghiệp quật. Đấy, không để ý điện nó giật cho xịt khói đầu luôn các bạn. Rồi đi lên, đi lên. Cẩn thận nó giật cho. Rồi đi thôi. Gì vậy? Hạn chế.
đừng đến quá gần. Ôi zombie, ý là đến gần là nó bắt đấy, hiểu không? Zombie đồi đậu, đầu đội cái gì đấy? Sao lại đồi má? Zombie đồi đậu. Bị ngáo à? Bị sợ. Đâu rồi, xem nào. Chúng nó đứng đầy đây luôn các bạn ạ. Úi dồi. Mấy người này như kiểu bị giam xong bị tẩy não ấy. Hết rồi. Hết rồi. Vui quá, vui ghê. Ui cái gì đấy? Ui. Nó đấm phập và pha xuống chết luôn. Ê, ui ghê không? Cửa cụt người bây giờ. Đừng vào. Vào đi, bảo đừng vào thì mình vào. Lấy. Cái gì ấy? Cái gì đuổi đấy? Ôi giời ơi. Ông này đúng là cảnh sát xịn á, ông này nhảy cao luôn á. Đây rồi. Leo lên. Mình phải đu lên cái dây á. Nhìn theo cái hướng mũi tên á để mình chạy á. Rồi, mình hiểu rồi các bạn ơi. Anh hiểu cái gì? Thì chúng ta cứ chạy thẳng cái đấy rồi nhảy lên cái dây thôi. Leo lên, ui đừng có tụt xuống. Tụt xuống ngu người bây giờ. Thoát được các bạn ơi. Nguy hiểm đấy, nguy hiểm. Mấy đứa kia nó bị treo, nhìn thấy không? Nó bị treo đến chết toi rồi, bây giờ nó còn bộ xương không thôi. Mình mà trượt chân xuống đây cái là mình cũng bị treo như thế đấy các bạn ạ. Có mỗi bộ xương, gió nó còn cũng thổi cái kia đấy không? Mình phải căn cái gió kiểu nó thổi mình là mình cũng bay đó. Khó nha. Nhảy xuống. Okay. Rồi. Ok được các bạn ơi. Leo lên. Mấy cái chỗ này nó bị dỉ xét hết rồi này các bạn ơi, nhà tù này nó cũ rồi. Rồi, leo lên. Thoát chưa? Chưa. Đây là một cái lối cầu thang thoát hiểm mà các bạn. Lúc ấy thấy đông lắm, bây giờ chả thấy ai, còn mỗi mình thôi các bạn. Chắc chúng nó bị bắt lại rồi. Đây là phòng giặt đồ này. Nhưng sao tại sao trong máy giặt lại có đầu lâu? Ui, người ta giặt đầu lâu à? Giặt người đấy. Giặt sạch thịt thì còn mỗi cái đầu, cái xương thôi. Kinh thật. Cái gì đây? Bấm hoặc bấm. Thế bấm mới bấm thì nó khác gì nhau? Sao lại phải hoặc? Bấm hoặc bấm là gì? À đây. Bấm kia kìa. Có cái lỗ gì đây? Bấm vào. Ấy à? Đeo cái mũ thợ mỏ, đi vào cái lối này, hiểu không? Không đi được. Rồi mình lấy được cái mũ này mình làm gì hả ốc? Cái kia cơ. Không được à? À, cái mũ xe mỏ này nó có cái đèn ở trên đầu này. Đúng, thì mới vào, chắc chắn là mình sẽ đi một cái chỗ nào đấy tối. Đây thì xem bây giờ xem các bạn này làm gì nhá. Rồi chúng nó lấy mũ. Nhảy lên đây à? Nhảy cá tưng à? Chúng nó cũng không biết. Làm gì các bạn? Nó đi qua được kìa. Đấy, nó đi qua rồi. Anh đi qua xem nào. Nó lấy cái gì nó đi qua. Mình không đi qua được. Mình thiếu một cái gì đấy. Bấm đi. Nhảy tưng như chúng nó. Đây này, nó lấy được cái cúp. Đúng rồi, cái cúp. Ui giời. Ui cái gì đây? Mình phải đào để mình tìm lối đi. Không được. X là gì? Đào vào cái X này đi. Hay là không được đào? Đào vào cái X này đi. Chết queo rồi, đào vào X này đi. Hóa là không được đào vào X các bạn. Đào này thì đào vào đâu? Đào rồi xuống đáy xã hội à? Cái chiếc đào chui hết cả chỗ này mà chưa biết thấy đường ra ở đâu mà. Đây ơi, rồi. Đây rồi, cuối cùng đã thấy đường ra rồi các bạn ơi. Trời ơi. Đến một cái đường đến một cái đường ống á.
một cái ống, cái đường ống ở trên mái nhà. Ôi kia kìa, ông ấy kia kìa, sử dụng cái gì kia. Bảng cái gì? Trời ơi, tôi ông ơi, leo lên, đừng để cái bảng rồi. Ông ta kéo được chân của mình rồi. Ông này có khả năng chạy và nhảy cao á, không phải là người kiểu ấy đâu. Bây giờ mình chạy vòng ra này. Nhử ông ấy. Mình chui xuống đây được không? Ông nhảy này. Ui, gần quá rồi. Mình sẽ câu giờ ông ấy bằng việc như này. Ok đấy. Xa rồi đấy, ok ốc ạ. Ờ. Leo lên. Rồi. Ông ấy cũng leo theo. Rồi, chui vào đường ống này. Chui vào các bạn ơi. Rồi. Rồi. Tìm công tắc. Phải có công tắc. Tắc đây. Kia. Khác màu một cái. Nó đậm màu hơn. Rồi mình sẽ gạt cần các bạn ơi. Rồi, cửa mở rồi. Gì vậy? Phòng an ninh, đến phòng an ninh rồi. Khỏi báo động kìa các bạn kìa. Sợ đấy, chỉ có báo động. Sợ chứ. Rồi, chui vào đây. Chọn khôn ngoan nào. Chọn đi. Ôi, giời ơi. Chọn phát chết gai. Ai giữa đi. Cũng không phải. Cái này rồi. Cũng không phải. Thế cái này rồi. Cái này rồi. Bấm lại đi. Thế là cái nào? Cái bên bật cái không, cái thứ ba bên phải từ vào, phải vào. Đó, cái đấy. Thì rồi bấm cái này vào. Đấy. Nhưng anh phải bấm từ từ, đừng bấm đồng loạt nó sẽ không nhận. Ok, con dê. Đây bây giờ anh chả biết chơi. Sao mấy phòng giam thì tối thế? Phòng giam thì tối, phòng giam sáng à? Đây có cái đèn gì đỏ đỏ ấy. Ô đây này, một cái yêu. Cái này là một người bị teo đời. Và mình có một cái thẻ chìa khóa các bạn ạ. À. SCP. Ông đấy đến đấy. Giờ mình chạy đâu? Chạy đi mở cửa. Cửa nào? Thì cứ chạy đi. Cửa phải biết cửa đấy, này. Cửa này đấy chứ còn gì. Rồi chạy qua. Rồi xong, rơi xuống cống. Ê ôi, nước thải thối quá. Mùi của ốc. Điên. Thanh toán. Ui anh ơi, em làm gì có tiền. Em đi tù làm gì có tiền. Điên nhảy quá. Mình phải chui đã. Đầu tiên phải chui. Chui sao được, không chui được. Nhảy. Ủa. Nhảy đi. Đến mình chạm vào laser là cái trông nó chói lên là mình chết. Ừ. Ok nha. Ok nha. Ok nha. Ok. Bây giờ sao mà qua đây hả ốc? Lùi lại nhảy qua đi. Ôi dồi ôi, nhảy được cả ba cái này ảo thế đấy. Rồi, dù sao cũng nhảy qua rồi các bạn. Cái gì đấy? Chạm vào cái xanh này chắc chắn chết. Con ma trong nhà ra. Tôi. Ok thật đấy. Kiểu như mình đừng có đứng gần tường hay gì. Nó khóc kìa ông ơi. Cái chạm vào cái xanh này vẫn không sao à? Có sao đâu. Nó đuổi mình. Vào cái xanh này mình sẽ bị chậm các bạn ạ. Đó là cái xanh, là cái bẫy của con ba các bạn ơi. Nó làm mình chậm. Mình sẽ chạy theo cái đường này, anh nghĩ là sẽ có một lối nào cho chúng ta thoát. Đâu thoát ở đâu? Đây, nó đang khóc. Ma. Rồi. Ôi giời, con ma, nó hét kìa. Mình bẫy cái gì đúng không? Sử dụng cái bẫy này.
Ở sao? Sao tùy tự sử dụng bẫy là vì sao không đi qua được? Nghĩa là mình sẽ đi hướng ngược lại à? Đằng bên trái này không... Đấy, bên trái này có phòng này. Cái phòng này mình vừa từ đấy. Chắc là mình phải bẫy cái gì rồi các bạn ạ? Mình cứ đi qua xem nào. Ờ, đúng rồi, mình phải đi qua rồi. Mình sẽ bẫy ông này. Thích ngay. Gạt cần. Nào lại đây. Gạt đi. Chẳng ơi. Gạt trước đi rồi ông ấy đâm vào cũng được. Ờ. Anh đi. Ông ấy đi qua rồi mới đặt bẫy. Ngống ngẩn thật đấy. Đồ ăn hại. Anh em tính là một phát bắn vào giữa người ông ấy nó mới ngầu. Ui giời ngáo à. Thế này, ví dụ như ông ấy cả đế là mình đạp trước này cũng được. Nhưng mà nó không ngầu. Ngầu, ngầu chết rồi đấy. Ngầu cái gì? Phát chưa? Tiêu diệt ông ta rồi mà. Chưa đâu. Đặt lại. À cái gì đặt lại cái gì đây? Tàu thoát rồi, lên thoát tàu rồi. Là thoát rồi. Thoát khỏi nhà tù. Ông cảnh sát đâu coi báo động rồi. Nhà tù này có rất nhiều ma nha các bạn. Có cả zombie đấy. Ồ, trời ơi. Nhà tù đáng sợ nhất từ trước đến nay các bạn. Tao đi ra đâu đây? Thoát chưa? Ui, đi ra bên ngoài rồi nè. Thoát rồi. Đấy, đẳng cấp vượt ngục nó phải như anh mới cút hành đúng không? Xem nó đi đến đâu đi, cứ nhìn anh làm gì. Nó đi xuống dãy xã hội đây này. Ủa? Tan tành luôn, cái tàu như mình vẫn sống nha. Dưới này có nước, chắc là do nước ấy. Ờ. Nó trồi. Ôi dồi, đạt giải vô địch vượt ngục rồi ông ơi. Uầy, có rất nhiều bạn đang kiểu ở đây đợi mình ấy. Hay là mô hình các bạn ấy thôi. Ờ, mô hình, các bạn YouTuber. Đây rồi, ông cảnh sát đây rồi, nhìn thấy không? Tuổi gì hả ông cảnh sát? Hả? Ơ? À, anh chờ đây ông cảnh sát rồi. Sao lại thế nhở? Rồi lại bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng mà lần này mình là ông cảnh sát trốn thoát. Nhưng mà thôi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay, bên Quy Thành của ông đã thoát khỏi nhà tù có ông cảnh sát đầu còi báo động. Đấy, và bây giờ B Quy Thành lại trở thành ông cảnh sát đầu còi với cái răng sún eo ơi ghê. Ốc nha, em cứ chê đi, anh bắt em vào đấy, anh đuổi theo em, không cho em thoát khỏi nhà tù này đâu. Không bao giờ, ông là một công dân gương mẫu, không bao giờ vào tù. Đúng rồi, chúng ta phải chăm ngoan học giỏi, không được làm gì sai trái pháp luật, không là đi tù trời đấy các bạn. Đúng rồi, bây giờ, bye bye, hẹn gặp lại bạn video sau, nhớ like video, đăng ký kênh nhá. Ui, nhà tù đáng sợ quá. Nhà tù lại không đáng sợ. Mà